hôm nay mình bị sổ mũi các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ không ngừng bú phim các streamer trong video này bằng cách like tạo họ với lại plan vs zombie. Streamer đầu tiên của chúng ta chính là Isol Speed. Đây là một streamer nước ngoài ha các bạn. Và mình sẽ vẽ anh ấy như là một cái bông hoa hướng dương. Thì chúng ta sẽ có một list rất là nhiều những plan mà chúng ta sẽ cần vẽ lại. Và nếu có thời gian mình có thể vẽ bằng zombie luôn các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ custom lại những streamer trong tập này nha các bạn. Mục tiêu của mình nếu như bạn ủng hộ thì mình sẽ custom lại full nguyên cái chỗ này luôn, là tất cả plan luôn. Và ở đây thì mình vẽ Isol Speed đầu tiên liên quan tới streamer. Thì mình đang sketch lại cái bảng phát thảo của mình ha. Thì đây chính là thành quả. Nói về hoa hướng dương thì hoa hướng dương của chúng ta có công dụng rất là nhiều luôn. Cũng giống như Isol Speed của bạn, hoa hướng dương mang lại cho chúng ta mặt trời, còn Isol Speed thì mang lại cho chúng ta những tiếng cười ha. Ok, bây giờ mình sẽ đồ lại đậm ha các bạn. Cái kia chỉ là bảng phát thảo thôi, nên là mình sẽ đồ lại cái đậm. Và Isol Speed thì một streamer khá nổi thì các bạn không cần nói các bạn cũng biết đúng không? Mình sẽ thiết kế Isol Speed là một cái bông hoa hướng dương. Như mình đã nói, cộng với lại cái áo của anh ta là cái áo choàng tượng trưng cho giống như là mặc đồ Bồ Đào Nha của Ronaldo và có số 7. Rất tiếc ở đây chúng ta không có thể thêm những dòng chữ như siêu, tại vì cái hoa hướng dương nó không có hả các bạn. Ok, các bạn thấy mình đã hoàn thành gần như là 60% cho bức tranh rồi. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ kiểm tra lại một tí và chúng ta sẽ tới công đoạn đó chính là tô màu. Thì tô màu ở đây thì mình sẽ mình sẽ tô màu nền trước nha các bạn. Tắt cái background kia đi để mình cho các bạn dễ nhận biết hơn. Ok, nói chung là mình sẽ tô màu thôi. Ok, sau khi tô màu xong và ghi số 7 ở đây thì các bạn có nhận ra đây với lại Isol Speed đâu. Mình tin rằng là nếu như bạn bỏ đi cánh hoa, cái áo choàng và cái thân lá thì gương mặt còn lại khá giống Isol Speed đi. Và bây giờ mình sẽ tô cái màu gọi là cái màu đè lên gọi là bóng á các bạn, cho nó nổi hơn ha. Ok, xong. Nhưng mình sẽ làm cho một cái cách tô màu khác để cho nó giống Plan vs Zombie hơn các bạn. Đó chính là mình sẽ blur, tức là gọi là gì ta các bạn, mình sẽ nhào màu ra để cho nó kiểu nó chân thật hơn. Cái này giống như gần như là vẽ kiểu tả thực một tí đấy các bạn. Thì các bạn cứ xem đi, nãy giờ mình chỉ vẽ hay là những phong cách trước giờ của mình là nó 2D, bây giờ phải nói là nó realistic luôn nha. Ok, toàn thấy như nào? Mình thấy là nó có chiều sâu và nổi hơn rất là nhiều luôn các bạn. Các bạn thấy không? Nhìn nó y chang như ngoài đời, nhưng mà cũng không giống ngoài đời lắm, nhưng mà cũng không giống 2D. Đấy, đây chính là cái phong cách tô màu của mình nha. Và đây chính là thành quả. Các bạn thấy như nào? Streamer đầu tiên của chúng ta đó chính là Isol Speed, là bông hoa hướng dương. Và mình cực kỳ thích cái thiết kế này của mình luôn các bạn. Yo, 10 trên 10 về cái này các bạn. Còn các bạn thấy thế nào? Hãy comment bên dưới nha. Sau đó thì mình có vào custom lại cái gương mặt của cái bông hoa bình thường thành gương mặt của Isol Speed, để cho nó kiểu mình chơi game thì nó sẽ đổi luôn các bạn. Và mình sẽ custom bằng cách là xóa cái gương mặt cũ đi của cái bông hoa hướng dương bình thường, và mình sẽ add thêm cái hoa hướng dương mới. Như vậy là xong ha. Cơ mà mình vô game thử thì nó lại không thay đổi gì cả các bạn. Đây, các bạn thấy là dù mình đã thay đổi hết rồi nha, nhưng mà nó vẫn y chang cũ. Mình cũng chả hiểu tại sao luôn các bạn. Thế nên là mình sẽ thử vô game thử coi nó có thay đổi không. Và kết quả là nó không thay đổi gì luôn các bạn. Mình khá là tiếc rồi các bạn. Mình đang định tạo một cái nguyên một cái list toàn là những cái cây mình đã custom lại. Thế nhưng mà mình không thể trải nghiệm được các bạn ơi. Nên là nếu như bạn nào có cái cách nào mà có thể thay đổi những cái cây này bằng những cái hình ảnh mình vẽ đấy, thì mình đã có tìm rồi nhưng mà không được hết các bạn. Thì bạn đã có cách, bạn có thể comment bên dưới nha. Còn không thì mình nghĩ là mình chỉ custom những cái list giống như đầu video thôi, chứ chúng ta sẽ không chơi game ha. Ok, streamer tiếp theo đó chính là thầy giáo ba. Mình nghĩ là các bạn cũng biết thầy giáo ba nha. Mình đang định giải thích thầy giáo ba là ai, nhưng mà các bạn chỉ cần xem hai cái meme này, hoặc là các bạn chỉ xem cái nụ cười này thôi, là các bạn biết thầy giáo ba là ai ha. Nổi tiếng là cái mỉm cười như vậy.
Và do là thầy giáo ba rất là có nhiều sắc thái làm meme các bạn, lúc mà tức nè, lúc mà khóc nè, lúc mà cười nè. Thì nên là mình sẽ chọn cái cherry bomb, tức là cái quả cherry mà nó có hai mặt và nó sẽ giúp các bạn xài một lần nổ nhiều, rất là nhiều quái luôn. Thế nên là thầy giáo ba có rất nhiều sắc thái nên mình sẽ chọn cái này. Đầu tiên là mình sẽ vẽ trước cái bản phác thảo, nhưng mà mình sẽ không vẽ theo cách bình thường các bạn. Mình sẽ ghép theo kiểu là thực thực tí. Ok, các bạn cứ nghe đi là các bạn cũng sẽ biết à. Đây, chính là cái cơ bản của mình ha. Mình sẽ tắt cái này đi và mình đồ màu lại. Sau đó thì mình sẽ vào Photoshop. Chúng ta sẽ tiến hành, đây, lấy mặt của thầy giáo ba. Đây chính là một cái sắc thái đầu tiên. Thì cái này là cái gương mặt nha các bạn. Các bạn biết cái phong cách mà lấy mặt của người bình thường hay là những người khác, sau đó chúng ta sẽ cắt nhỏ ra hay là chúng ta sẽ đẩy cho nó tròn theo phong cách của những cái gì chúng ta muốn ấy. Thì mình sẽ làm như vậy cho nó khác biệt một tí so với cái đầu ha. Thì đây mình đã có cái mặt. Đây với là cái mặt mình sẽ nghĩ là mình sẽ cho cái mặt bé. Thì cái này là cái mặt chuẩn bị chửi các bạn, giống như là bùng nổ của quả cherry á. Ok, mình sẽ cố banh ra và nhét vô cho vừa cái chỗ này. Nó không vừa cũng không sao đâu các bạn ơi, tí nữa mình sẽ chỉnh lại. Cũng như mình sẽ đổi màu sau luôn nha các bạn. Nói chung chúng ta cứ chuẩn bị sẵn cái này đi. Ok, perfect. Rồi, đây chính là cái gương mặt thứ hai ha các bạn. Đây chính là cái gương mặt cười rất là nổi tiếng luôn. Nên mình sẽ cho cái gương mặt đầu bự ha các bạn. Đây, cũng làm giống vậy thôi các bạn. Nhưng mà giữa chừng thì mình nghĩ là mình có một ý tưởng các bạn. Thay vì mình làm cơ bản thì mình sẽ bóp méo xíu cái biểu cảm của thầy giáo ba để làm cho nó giống như hai cái quả cherry ấy. Mình thấy ý tưởng này nó khá là hay và mình thấy cũng dễ thực hiện, thế nên là sẽ thực hiện luôn ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ chỉnh màu lại nè để cho nó giống cái quả cherry bomb các bạn, chứ để bình thường thì các bạn sẽ không nhận ra đây là quả cherry đâu đúng không? Cứ blur nó đỏ đỏ lên là được các bạn. Ok, mình sẽ lấy cái này ha. Và mình cũng có bổ sung thêm cái mắt vàng cho nó giống như quả cherry. Và các bạn thấy thế nào? Mười đẹp. Ok, 10/10 các bạn. Mình không tin là mình có thể làm hoàn hảo và đẹp đến như vậy luôn ấy. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu các bạn ơi. Mình phải vào lại cái phần mềm vẽ của mình để mình có thể thực hiện cho xong cái cuốn, tức là cái cuốn lá đấy các bạn. Mình sẽ tô lại cho nó xong để cho nó hoàn hảo luôn. Chứ để bình thường như vậy thì nó khá là kỳ ha các bạn. Và mình cũng sẽ tô màu theo phong cách là nửa thực nửa 2D, tức là vẽ xong rồi chúng ta sẽ lơ cái màu ra đấy các bạn. Và đây chính là thành quả. Đỉnh cao của thiết kế custom BBZ lai tạo bản streamer các bạn. Và đây chính là streamer thầy giáo ba. Không còn gì để chơi luôn. Mình lại chấm cái này 10/10 chứ. Còn các bạn thấy như nào, các bạn có thể comment dưới nha. Ok, streamer tiếp theo có tên là Tui Tên Bo, hay còn gọi là Rambo. Thì mình sẽ vẽ anh này theo cái gương mặt meme này nha các bạn. Mình cũng không hay xem anh này lắm, thế nên là mình cũng chỉ biết thôi. Nên mình nghĩ là mình sẽ lấy phong cách là cái meme đó. Và mình sẽ vẽ bằng con đậu P-Shooter. Thì con này là một trong những con đậu khởi đầu với lại combo hoa hướng dương. Thì các bạn đã có một combo khởi hành bắt đầu chuyến hành trình cho Plants vs Zombie. Và con này có thể nói là một con những con thương hiệu của PVZ ha. Và mình sẽ vẽ theo phong cách anh Rambo theo cái đậu này. Mình cũng không có ý gì gọi là gì mảnh hay là làm gì sai trái đâu các bạn, nhưng mà thực sự nó cực kỳ giống ảnh của anh ấy luôn. Cũng như là mình không tin hôm nay sao mình vẽ toàn những cái mình không biết nữa các bạn, thực sự là rất đẹp, không thể chê vào đâu được các bạn. Cuối cùng thì mình nghĩ là mình sẽ cho nó thêm một ánh sáng để nó bóng bóng giống như con P-Shooter ha. Ok, thì đây chính là kết quả của streamer Tui Tên Bo, hay gọi là Rambo live với lại BVZ. Và đây chính là con P-Shooter. Nhìn nó cong cong mượt mượt cái đèo ấy các bạn. Ok, và đó chính là ba streamer mình
lai tạo Thành với lại BVZ. Nếu như bạn có hỏi là Độ Mixi đâu, anh Dũng CT đâu, hay là anh Sang Trần đâu, thì mình đã có làm mấy anh ấy ở một video này rồi, nên là mình cũng không muốn các bạn xem đi xem lại nhiều. Thế nên là mình chỉ lấy toàn là streamer mới mà mình chưa từng làm. Nhưng mà nếu như bạn ủng hộ, không phải streamer, youtuber, ca sĩ, nghệ sĩ hay là gì các bạn thích, thì mình cũng sẽ like tạo hết cho toàn bộ list Plan vs Zombie ở đây luôn. Nhưng mà miễn là các bạn ủng hộ ha. Sẽ có phần 2. Ok, nhưng mà nó là ai, bạn hãy comment bên dưới nha. Và cũng đừng quên là nếu như bạn biết cách fit cái kiểu mình đổi custom của Plan vs Zombie mà nó thay đổi ấy, khi chơi game ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới nha. Ok, mình là Noob Power và hẹn gặp các bạn ở những video lai tạo khác nhau. See ya. Bye bye.